Xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nấu cháo cho ông chồng mình ăn nha. Không biết nguyên nhân lý do vì rang nữa, nhưng mà cái ngày hôm nay là cái bụng ông chồng của mình nó không được ổn. Ổng cứ là sáng nay thì mình ăn cho ăn xôi, mình nấu xôi với lại thịt kho nước mắm á, ăn cùng với xôi. Nhưng mà không biết là rang là mình ăn thì bụng bình thường, còn bụng ổng thì cứ nửa tiếng là đi nhà vệ sinh một lần như vậy đó, đi bo bốn lần luôn. Thằng xỏn bảo uống thuốc đồ bọn vào thì có uống thuốc rồi, bây giờ đi lồn ở nhà mình sẽ nấu nước cháo thịt bò tí gì em nha. Trời sợ lắm. Cái này là cái gạo Nhật và nếp nha, nếp thì nếp của Thái Lan chứ không phải nếp Việt Nam nha mọi người. Ở bên này mình không biết mua nếp ở Việt Nam ở đâu đấy. Cái này thì mình cho nửa nếp nửa gạo nha. Để mình nấu coi thử có gì yếu không nhé. Vo sơ rồi cho nó sạch. Mình sẽ đổ vào cái nồi này nhé. Mình cho nước sẽ vào trong cái nồi rồi cho nếp vào mình hầm nha. Mình nấu cái nồi nhỏ này thôi. Bây giờ là mình sẽ nấu cho ông chồng mình ăn tối nay, rồi sáng sớm ngày mai mình dậy mình nấu tiếp nữa. Mình không có nấu để qua đêm nha mọi người, nấu ít cho ông ăn một chở tối nay đi lồn về. Đi về chắc cũng hơi giờ sáng á, ăn rồi sáng ngày mình dậy sớm mình nấu lửa ăn nha. Giờ thì mình sẽ hầm cho cái gạo với cái nếp này nó đỡ ra thôi nhé. Mình sẽ nấu cháo nấm cùng với thịt bò nha mọi người. Mình có đi chợ mua về một ít nấm nè, nấm nhà nấm rơm mà thì 10 đô mà tốn cục nấm rơm như thế này đây là hơn 1 đô một cục luôn nha. Trời ơi nó bé nhỏ mon thiệt luôn đó. Bây giờ mình sẽ đi rửa rồi mình thái nhỏ luôn nha. Thì chắc là mình nấu ít nấu một chở thì mình sẽ dùng 4 cục nha mọi người, còn để lại 4 cục nấu ngày mưa. Mình đem 4 cục này đi rửa nha. Bốn cục nấm 5 đô má ơi bé thiệt đó. Bây giờ mình sẽ thớ nấm này ra mỏng nha, rồi khi nào cháu mà nó hầm nhuyễn gần ăn rồi được đó, thì mình sẽ cho thịt bò với lại nấm vào nha. Thịt bò thì mình mua thịt bò bằm nhuyễn ở trong siêu thị Welcome á, để trong tủ lạnh rồi không cần phải xét nữa. Gần chín thì mình cho nấm với lại cho thịt vào luôn nha. Bây giờ mình sẽ đi thế cái này nấm mình. Đây là cái phần nấm mình vừa thế xong nè, 4 củ nấm 5 đô được cái chén nhỏ tí đây đây. Mình sẽ để đây nhé, tí cho vào sau nha mọi người. Ăn chưa, chưa gì mà phải sôi rồi này đó. Lấy bọt mòn bắt đầu ục vào đây. Cái này là nấu dở rồi chứ không thôi nó tròn, cho nó sôi một tí nữa thì mình sẽ dở nó phun ra nhé. Không thôi là nó tròn rồi, nhấc cái bếp vệ sinh mệt nó luôn. Thì mình nấu cỡ một tô rưỡi cho ông chồng mình ăn thôi, cho nên mình nấu cái nồi nhỏ, nấu nồi nhỏ cho nên là nó nhanh sôi. Nó sôi rồi đây. Dùng rồi chứ không tao bà tròn nữa. Để đây cho hầm nha. Hơn 10 phút mà nó đã đẹp rồi nè. Chắc là do mình cho gạo nếp nhiều quá hay sao á. Bây giờ thì mình sẽ cho cái chén nấm vào luôn nha. Cho nấm vào hầm luôn. Cho nó rọt cái nước cho nó ngọt. Cái bột rồi đấy, sôi lên nó có bột, mình vớt cái bột, cho một nửa nếp một nửa gạo cho nên nó dẻo nè. Mình hầm mình để đây nhé, rồi tí nữa khi nào mà chồng mình về thì mình
sẽ hâm nóng nữa, rồi mình sẽ cho thịt bò vào sau nha. Thịt bò bằm rồi thì nó cũng nhanh chín thôi. Rồi nóng rồi cho mèo luôn. Chứ chờ cho vào rồi tí nó hâm nữa thịt bò nó không có gì có ngon kìa. Nên là mình chỉ cần hâm cái nếp với cái gạo để cho nó mềm, nó nở ra. Và cái nấm mình cho vào luôn. Ừ, nó có nếp cho nên nó hơi dẻo mà. Cháo thịt bò nấm nấm rơm. Bây giờ mình sẽ test bếp cho mọi người, rồi mình để đó, khi nào chồng mình gần về á, mỗi lần ông về là ông nhắn tin cho mình trước, thì ông trên đường đi về thì mình sẽ hâm lại nhé. Bật lửa lên mình hâm lại cho nó nóng và mình cho thịt bò vào thì ông về ông sẽ ăn được nha. Đây là cái hộp thịt bò mình mua ở Welcome này. Đây một hộp đây là 46 đô nhé, cũng nhiều, chắc là nó cũng được nhiều chở lắm này, 4-5 chở gì đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vào cháo nha mọi người. Mình sẽ nhích chừng này nhé, chắc cũng không nhiều. Đằng kia ra làm bò. Chưa làm bò phần nhưng mà nó cũng nhiều nè, nhiều lắm cũng không tốt. Cái bụng ông chồng đâu được con được cổng gì bây giờ là mình vẫn chưa nêm nếm một cái gì trong này hết nha. Cháo nóng mình cho thịt bò này vào là nó dính gì không? Thịt bò sai thì có thịt bò sai, thịt heo sai có thịt heo sai, chứ không phải giống hồi xưa ở quê á, muốn như đó là mua về bàm nhé, bàm khủng khí. À, chín rồi đây, thì mình sẽ đi nêm một chút gia vị nhé, chỉ cho vào một tí muối thôi. Cũng vẫn là một tí nè, nghe nhiều tại vì cho nó đủ độ mặn. Ông chồng mình đang nghĩ mình cho thêm trứng vào một tí nữa là mình sẽ cho thêm trứng vào nhé, trứng gà. Lại trộn cho trứng, mình lại trộn cho cái muối này nó nhiều ra trong nó đẹp. Đây là mình dùng cái đồ đũa này, dùng cái gió là nó đẹp, cái dính cái gió. Do mình sử dụng gạo với lại nếp nhiều quá cho nên nó đẹp, nó không phải là mà mình nấu đẹp như thế này cho nó lao đũa nhé, lão hấp nước không thì nó cũng nhanh đó. Cho nó chín thêm một tí nha. Rồi tí nữa mình sẽ cho trứng vào nha. Trứng gà vào. Đây là trứng gà của Nhật nha chị. Ông chồng mình mới đem gì đây. Ông bảo mình cho thêm trứng vào trong cháo. Mình bảo là mình chỉ có trứng gà của mua bên Hồng Kông này chứ không có trứng gà Nhật. Cho nên ông mới đem về cho mình một hộp trứng gà Nhật này. Hộp như thế này là 10
10 quả. 10 quả mà trứng gà Nhật đây nó là 30 đô một hộp nè. Còn trứng gà Hồng Kông á thì mình mua 20 đô thì 13 quả nhé. Còn cái này 10 quả là 30 đô. Của Nhật nó khó. Đây, giờ thì mình sẽ cho vào khoảng tầm hơi quả nha mọi người. Cái trứng gà của Nhật thì nó chất lượng thì mọi người nè. Cái trần đỏ nè, mà nó giống như cái trứng muối luôn nè. Nhìn cái màu sáp nó tương đối đúng không? Giống giống như trứng muối luôn á. Mình dùng hơi quả, bây giờ mình sẽ đánh con rồi mình cho vào trong cháo luôn nhé. Hoặc là không cần cho vào, mình đánh trong cái tô như thế này rồi mình lúc cháo lên là được nhé. Không cần cho vào trong con nồi đó. Để ý như này được. Tụi mình múc cháo ra thôi nha mọi người. Trời, mình trứng Nhật á. Cái chất lượng chưa này. Đánh ra là cái màu, màu đẹp chứ. Trứng Nhật á là thường họ họ dùng để họ ăn sống nha. Trứng Nhật hay dùng để ăn sống lắm. Anh chồng mình trước tiên là ăn sống trứng để trong tủ lạnh đó. Mỗi ngày uống một quả trứng sống hoặc là cho nên người Nhật họ có món sukiyaki hoặc là những món gì đó mà họ dùng mà ăn lẩu thịt bò á, sau đó đập một cái trứng vào trong cái chén và chấm cái thịt hoặc là rau á, lại ăn trứng sống tốt cho sức khỏe, nó không có giống trứng trứng bình Hồng Kông mà trứng Hồng Kông là không giống là sống đâu, ăn như là đau bụng liền là lập tức. Mình sẽ đi múc cháo vào nha mọi người, vào trong cái tô này nè. Đây là cháo nha mọi người, xong rồi đây mình sẽ bưng ra cho chồng mình ăn nhé. Trứng mình cho hơi cái nhiều quá nè, nên ông chồng mình cũng nói là nhiều trứng quá rồi, nhưng mà kệ nhé. Mình sẽ bưng ra bòn, sau đó mình cho tiêu vào nha mọi người. Đây là rau kêu sao, mình sẽ ăn cùng với cơm nha mọi người. Rồi vân cháo ra cho ông ăn xong rồi bây giờ tới mình ăn nha. Mình sẽ cho cỡ này ra, mình xào cỡ để mình ăn với cơm nè. はい、皆さんも大会入ってください。はい。はい、皆さんも大会入られてます。ドローン滝が外に行きます。はい。一同は卒業式が行われる体育館へ。この状況、長野さん出てくる。僕も思いましたよ、今。長野さん出てくるやろ。<笑>